Thì ngày hôm nay mình rất vui khi được gặp lại các bạn ở trong video này. Thì quay trở lại với chuyên đề chia sẻ tài liệu kỹ thuật, hỗ trợ các anh em cùng làm nghề. Thì hôm nay mình xin giới thiệu và chia sẻ với các anh em một cái bộ đồ nghề tương đối là đầy đủ để có thể hỗ trợ được tất cả các anh em khi chúng ta đi sửa chữa tủ lạnh, đặc biệt là gặp vài cái dòng tủ lạnh Samsung Inverter. Thì bộ đồ nghề này thì nó khá là đầy đủ để dành chuyên dụng cho dòng tủ lạnh Samsung. Thì bên cạnh đó thì nó cũng hỗ trợ chúng ta được phần nào khi khám chữa các dòng tủ lạnh khác. Thì như các anh em cũng đã biết thì trong thời buổi 4.0 này thì cái mục tiêu mà khách hàng cần là đôi khi không phải là chúng ta sửa chữa cái mạch điện này giỏi hơn người khác, mà quan trọng là chúng ta sửa làm sao cho cái tủ lạnh của khách hàng một cách nhanh chóng trong cái thời gian ngắn nhất, đảm bảo hoạt động ổn định lâu dài với cái chi phí hợp lý nhất. Đó, chính vì cái yêu cầu đó đặt ra thì làm thế nào để anh em chúng ta khi đi sửa chữa gặp phải những cái dòng tủ lạnh, đặc biệt là Samsung Inverter như này, để chúng ta có thể đáp ứng được yêu cầu đó của khách hàng. Chính vì thế mà hôm nay mình làm cái clip này để chia sẻ cũng như là giới thiệu với các anh em một cái bộ đồ nghề để chúng ta hỗ trợ chúng ta khi đi sửa chữa, chúng ta sẽ chuẩn đoán được cái hư hỏng của cái máy một cách nhanh chóng nhất có thể. Từ đó chúng ta sẽ có cái phương án xử lý hoặc là thay thế cho cái tủ lạnh của khách hàng. Thì đầu tiên mình xin giới thiệu. Ở đây mình có một cái bo công suất của cái tủ lạnh Samsung. Cái bo này thì chắc là mình nghĩ là cũng khá là phổ biến và cũng không xa lạ gì với các anh em thợ. Nhìn là các anh em có thể nhận ra ngay. Cái dụng cụ thứ hai là một cái tool chuyên biệt dùng để cái phát xung để điều khiển cái bo công suất này làm việc và thay đổi cái tần số để thay đổi cái độ rộng của cái tần số để điều chỉnh được cái tốc độ của cái lốc máy. Tức là cái tool này nó sẽ phát ra một cái xung có một cái tần số có thể thay đổi được cái biên độ rộng của xung để điều khiển cái bo công suất này, điều khiển cho cái máy nén cái block của chúng ta hoạt động cái tốc độ các cái tốc độ khác nhau, tăng tua giảm tua. Và một cái bộ đồ nghề tiếp theo đó là một cái bo test lock, một cái bo test lock rời. Thế thì giả sử các anh em xem cái hiện tượng của cái tủ lạnh bị bệnh Samsung bị bệnh sau đây, các anh em nếu không có đồ nghề và tài liệu kỹ thuật thì chúng ta chắc hẳn sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi chuẩn đoán căn bệnh của cái tủ này, mời các anh em theo dõi. Cho cái kia mình đi mở nó ra, rửa qua sạch sạch sẽ rửa. Rồi, như vậy vừa rồi là mình xin giới thiệu một cái trường hợp cụ thể của một cái tủ lạnh Samsung bị bệnh như hiện tượng ở trên. Thì nếu như anh em chúng ta làm nghề mà không có đồ nghề đầy đủ cũng như là tài liệu kỹ thuật mã lỗi của các cái dòng tủ lạnh điều hòa máy giặt, thì khi gặp phải những cái tủ dòng cao cấp như vậy thì chắc hẳn anh em sẽ không gặp không ít khó khăn. Anh em sẽ gặp không ít khó khăn trong cái việc xác định hư hỏng của máy. Vậy thì bây giờ mình sẽ xin giới thiệu các anh em một cái bộ đồ nghề này, chúng ta sử dụng nó như thế nào khi gặp phải những trường hợp như vậy. Kết hợp với gì? Bảng mã lỗi. Thì một lát nữa mình sẽ chia sẻ bảng mã lỗi để cho các anh em nào quan tâm có thể lưu lại làm tài liệu để sau này khi gặp chúng ta sẽ gì? Sử dụng nó để tra cứu. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu các anh em về cách sử dụng cái bộ đồ nghề này trước đã. Rồi lát nữa mình sẽ chia sẻ cái bảng mã lỗi cho các anh em cùng biết. Thế thì khi gặp một cái tủ hiện tượng như mình vừa giới thiệu ở trên
Thì các anh em có hướng chẩn đoán là không biết cái tủ này bị hư hỏng về sensor, hay là hư hỏng bo điều khiển, hay là hư hỏng bo công suất, hay là hư hỏng lốc máy. Bởi vì anh em không nắm được thì chúng ta cũng có tù mù trong đầu rất nhiều cái nguyên nhân như vậy. Thế thì hiện tượng của máy là máy báo lỗi như vậy, và lốc không chạy, không hoạt động gì, tủ mất lạnh. Thế thì để kiểm tra được cái tủ đó nó bị hư hỏng phần nào, thì đầu tiên nếu như chúng ta có một cái bộ test lốc, và đây là mình có một cái lốc thì mình đã chuẩn bị sẵn ở đây để thay thế cái lốc ở trong tủ của khách hàng. Giả sử bây giờ cái lốc ở trong tủ nó như thế này, thì chúng ta cần phải có một cái bộ đồ nghề, là chúng ta có một cái bộ gì, một cái bộ test lốc ngoài như này, chúng ta cắm vào để chúng ta kiểm tra xem là gì, cái máy nén, cái lốc máy nó còn làm việc được không, và ga nó có còn hay không, hay là nó bị mất ga. Khi chúng ta kiểm tra được máy nén chạy, chúng ta sẽ kiểm tra được luôn là ga trong hệ thống còn hay không. Vì có nhiều nguyên nhân bị mất ga dẫn đến mà chết lốc. Ở đây thì mình sẽ giới thiệu như này. Đó, thì các anh em sẽ gì? Đấy, chúng ta sẽ có cái bộ đồ nghề này, chúng ta sẽ kẹp. À, do cái bộ dây điện này nó không có cái kẹp dòng, mình hơi quên mất không mang cái ổ cắm. Rồi, mình sẽ thử cái giới thiệu cho anh em là đây, bây giờ giả sử mình có một cái bộ test lốc như này. Mình có thể test được cái lốc ở trong cái máy. Bộ này thì có thể test được cả lốc 220 và lốc nội địa. Các bạn nhé, kể cả cái bộ này, tí mình sẽ giới thiệu các bạn làm thế nào để dùng cái bo này để làm test lốc luôn cũng được. Đó, đơn giản thôi. Đây các em, anh em xem này. Đó, cắm điện, mình cắm điện vào. Các anh em thấy là một tí. Đó. Đó, lốc đã chạy anh em nhé. Đấy, một tí thì cái gì? Cái bo này nó sẽ khởi động. Cái bo test lốc này nó sẽ khởi động cái lốc lên. Đấy, anh em thấy gió nó thổi xì xì ra. Đó. Rồi. Đó là nếu như chúng ta có cái bộ test lốc rời bên ngoài thì chúng ta có thể sử dụng nó để kiểm tra cái lốc máy còn làm việc được hay không, giúp chúng ta xác định được là lốc còn tốt hay không và ga còn tốt hay không. Thế nếu như mà chúng ta không có cái bộ đồ như vậy thì mình xin giới thiệu anh em, chúng ta cũng có thể sử dụng một cái bo công suất như này để dự phòng. Cái bo này thì nó có hai cái tác dụng, và nếu như anh em chuẩn bị là chúng ta sắm sửa thì chúng ta sẽ có hai cái tác dụng. Một là nếu như cái tủ của khách hàng mà sử dụng bo công suất như này mà hư hỏng, chúng ta có thể lấy cái bo này để thay cho khách hàng luôn, đồng thời chúng ta lấy cái bo này để thử vào cho máy luôn, và chúng ta cũng có thể lấy cái bo này làm cái bo test lốc bất kỳ cho một cái tủ nào luôn. Thì cái bo này nó hoạt động độc lập khá là đơn giản, nó chỉ cần gì, hai chân cấp nguồn 220 vào đây, ba chân chúng ta cắm ra lốc, và một cái giác cắm có 4 dây dùng để nhận cái tín hiệu từ bo điều khiển. Thì cái tín hiệu này chúng ta có thể sử dụng cái tool này để chúng ta kích hoạt cái bo này chạy. Kết hợp giữa cái tool này và cái bo này chúng ta làm thành một bộ test lốc. Khi nào chúng ta gặp phải khách hàng mà hư hỏng bo công suất này, chúng ta có thể lấy cái bo này thay luôn, rồi chúng ta lại gì, mua lại cái bo này sau để làm cái bo test lốc. Đấy. Cái bộ đồ nghề này thì nó phù hợp nhất với Samsung, nhưng nó cũng có thể giúp chúng ta làm một cái bộ test lốc di động bất kỳ mà không cần phải sắm rời một bộ nữa. Thì cái tool này người ta đã làm sẵn, người ta đã chế sẵn rồi, chúng ta chỉ việc cắm vào thôi. Thì bốn cái chân nằm ở đây thì nó sẽ gồm có hai chân, một chân mát, một chân nguồn 5V và một chân RPM, tức là thực ra cái chân đây các bạn anh em nhìn này. Ở đây có chỉ có bốn chân thôi. Là gì? 5V này, mát này, là nuôi này. Thứ hai là chân RPM, là cái chân mà sẽ điều khiển cái tín hiệu mà nó sẽ điều khiển là gì, điều khiển xuống cái khối công suất này, điều khiển xuống cái con IC tổng ở đây, con IC ở đây đấy, điều khiển IC ở đây. Còn cái chân tiếp theo là chân FB, là phản hồi, nó là phản hồi lại từ cái này về phía bo điều khiển. Thế thì các anh em nhìn này, cái bo này muốn làm được bo test lốc thì bo này là bo là không
không phải hoạt động đơn phương một chiều, giao tiếp của nó là giao tiếp gì hai IC quang. Vì chính vì thế mà nó khác với các cả các bo Tedlock mà các anh em nó mua trên thị trường, là người ta sẽ sử dụng cái bo aqua hoặc những cái bo khác mà người ta chỉ có một IC quang, tức là nhận lệnh từ một chiều thôi, thì nó không có phản hồi lệnh giao tiếp quay lại. Chính vì thế mà các anh em sử dụng cái bo mà tạo xung bên ngoài để mà làm cho nó chạy được ấy, thì nó khá là khó khăn. Thì mình khuyên là anh em là nếu mà đã mua được cái bo này rồi thì chúng ta nên mua một cái tool như này để chúng ta vừa dùng để test được cái bo công suất đang nằm trên tủ của khách hàng, đồng thời cũng là gì là để chúng ta sử dụng kết hợp với cái bo công suất này vừa làm bộ thử test lốc, cũng như là gì khi mà hư hỏng chúng ta có thể lấy cái bo công suất này ra để thay cho khách hàng luôn mà không cần phải đợi mua. Đấy, thì sau đây mình sẽ test thử cho các anh em xem. Rồi, chúng ta sẽ kết nối ba cái dây lốc này cho nó. Rồi, chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ kết nối cái dây cắm điện cấp nguồn, dây cấp nguồn cho cái bo công suất này. Rồi, ok. Thì bây giờ chúng ta có thể gì? Cấp nguồn vào. Mình sẽ để đồng hồ kẹp dòng ở đây. Rồi, mình sẽ để đồng hồ kẹp dòng ở đây. Rồi, và bây giờ mình sẽ tiến hành gì? Cấp điện cho bo. Đó, khi các bạn cấp điện vào cho bo như này thì gì? Cái đèn nó chỉ chớp sáng lên một cái thôi và nó gì? Không hoạt động. Thế nhưng chúng để muốn nó hoạt động được, chúng ta cần phải cắm cái tool này vào. Đấy, chúng ta test. Thì cái tool này giúp chúng ta có thể test được cái bo đang nằm trên tủ của khách luôn. Thì các bạn để ý là khi bo chưa hoạt động thì dòng là không này. Bây giờ mình sẽ bật cái tool này lên. Đó, các bạn để nó sẽ đếm ngược. Đấy, và điều khiển. Nó sẽ đếm ngược và nó sẽ điều khiển. Đây các bạn để ý. Nó sẽ điều khiển máy nén chạy và các bạn thấy dòng làm việc là gì? Bị chạy ngược. Cái này thì bị chạy ngược thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ đổi lại cái chân. Nó bị chạy ngược như vậy thì chúng ta đổi lại chân, lốc bị chạy ngược thì chúng ta đổi lại cái chân này. Đổi một một chân, một trong hai chân, một trong ba chân bất kỳ cho nhau. Thì nguyên lý của cái này nó là ba pha nhưng mà nó cũng giống như cái động cơ ba pha điện ba pha ở trong công nghiệp thôi. Các bạn chỉ cần đổi một trong hai cho nhau là được. Rồi, sau khi đổi dây điện cho nhau, đổi pha cho nhau, nếu như nó bị chạy ngược, chúng ta sẽ đổi một trong các dây của motor của cái lốc máy cho nhau. Sau khi đổi dây rồi, chúng ta sẽ tiến hành thử lại. Rồi, các bạn để ý là khi máy chưa chạy thì dòng là không không. Bây giờ chúng ta bật cái tool này lên thì cái tool này nó sẽ phát cái xung để điều khiển cái bo suất này cho cái máy làm việc. Chúng ta bật lên này. Đó các bạn thấy nó sẽ khởi động cái lốc máy lên và lốc đã chạy rồi. Thì cái chết áp ở đây nó sẽ giúp chúng ta điều chỉnh được cái gì? Cái thông số ở đây các bạn thấy là đang là 320 mấy vòng, chúng ta tăng lên thì tí nữa nó sẽ tăng tua tăng tốc độ cái bờ lốc này lên. Các bạn để ý nếu mà mình đang để hết cỡ của nó là 800 hơn 800 vòng trên phút thì một lúc nữa thì nó sẽ sau khoảng một lúc thì nó sẽ điều khiển cái block này đi, tăng tốc độ. Nếu có bộ dụng cụ đầy đủ như thế này thì anh em có thể vừa dùng để test được cái lốc máy còn chạy tốt hay không, ga còn tốt hay không, rồi test được gì cái bo công suất. Nhờ vào cái tool này chúng ta có thể test được cái bo công suất ở trên cái tủ lạnh còn làm việc tốt hay không. Rồi chúng ta gì nhờ cái bo chúng ta đã có này, nếu như bo công suất của khách hàng mà hư hỏng, chúng ta có thể lấy luôn cái bo này ra để chúng ta gì thay cho khế khách hàng
để giải quyết nhanh chóng cho khách hàng có tủ để sử dụng. Rất là nhanh chóng và đơn giản. Và nếu trong một số trường hợp không phải sử dụng lạnh Samsung thì chúng ta cũng thể dùng sử dụng cái tool này kết hợp với cái bo này để chúng ta đi test lốc bất kỳ một cái tủ khác, ví dụ như Aqua hay Toshiba hay hãng gì đó, để chúng ta có thể test được xem lốc của nó bị hư hỏng hay là do cái mạch điện điều khiển hư hỏng. Đấy, thì trong một số trường hợp mà cái tủ khác nó không phải là Samsung thì chúng ta sử dụng cái bo suất này với cái tool này để làm thành một cái bộ test lốc để chúng ta test xem là cái block ở cái tủ đó nó còn chạy được không và ga tốt không, thì chúng ta từ đó chúng ta có thể xác định được là cái tủ đó bị hư hỏng bo công suất hay là hư hỏng lốc máy hay là bị mất ga. Đấy, các bạn chờ một tí và các bạn sẽ thấy là gì, máy sẽ dần dần gì sẽ tăng tua lên. Sau một thời gian chạy nhất định thì nó sẽ tăng tua dần lên. Và các bạn thấy là gì? Máy bắt đầu gì? Đấy, lốc máy bắt đầu xì hơi mạnh dần lên. 0.14. Các bạn thấy là dòng làm việc sẽ tăng dần lên. Năm 16, 17. Đấy, các bạn thấy nó lên dần. Không bao giờ lên ngay. Lên từ từ. Cái tool này nó có nhiệm vụ như vậy. Các bạn thấy đấy. Dòng làm việc đang lên và lốc đang tăng tua. Đấy, các bạn thấy nó lên chưa? Đó. Nó sẽ tăng lên max tua luôn. Nếu chúng ta xoay cái này, chúng ta xoay cái này lên hết cỡ thì nó sẽ tăng max tua luôn. Khi chúng ta giảm cái này thì nó sẽ giảm tua theo. Các bạn để ý mình giảm đồng hồ này. Và chúng ta giảm thì nó lại giảm tua. Các bạn giảm từ từ thôi. Rồi, như vậy là mình đã giới thiệu xong cho các bạn về một cái bộ đồ nghề đa dụng như vậy. Thì sau đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái bảng mã lỗi để giúp chúng ta có thể dựa vào đấy để chuẩn đoán được cái lỗi liên quan thông qua cái đèn LED báo ở trên bo công suất này và đèn LED báo ở trên bo điều khiển. Các bạn nào quan tâm thì có thể lưu lại làm tài liệu để tiện tra cứu. Rồi, thì trên đây là những cái tài liệu kỹ thuật về cái mã lỗi để xác định lỗi của tủ lạnh Samsung Inverter thông qua cái gì? Cái đèn LED ở trên bo công suất và đèn LED ở trên cái bo điều khiển. Thì kết hợp với cái bộ đồ nghề đa dụng như này thì hy vọng là có thể giúp đỡ được anh em. Chúng ta sẽ thuận lợi hơn trong cái việc thì xác định hư hỏng của tủ lạnh khi chúng ta đi sửa chữa. Còn về tài liệu kỹ thuật của dòng tủ Samsung side by side cũng như là các cái dòng tủ Hitachi hay các dòng tủ khác thì tới đây khi nào có thời gian mình sẽ cố gắng làm clip để chia sẻ cho tất cả các anh em đồng nghiệp cùng tham khảo, cùng biết để chúng ta cùng làm, cùng nhau phát triển. Để không bỏ lỡ những cái clip đó thì anh em hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của mình, cũng như là like và chia sẻ cái video này nếu các anh em thấy là nó hữu ích, giúp đỡ lại anh em phần nào. Các anh em hãy like và chia sẻ video này cho các anh em khác cùng biết. Rồi, một lần nữa cảm ơn tất cả các anh em đã quan tâm theo dõi video của mình. Chúc tất cả các anh em thành công và hẹn gặp lại các anh em ở các video tiếp tới của mình.